Sứ mệnh Đế Đô, một chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ và lan tỏa văn hóa vùng đất và con người cố đô Hoa Lư, kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024. Được lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa vùng đất cố đô, đặc biệt là mốc son nhà Đinh đã đặt nền móng cho các triều đại tiếp theo, củng cố phát huy nền độc lập tự chủ của dân tộc, chống giặc ngoại xâm, xây dựng quốc gia ngày càng vững mạnh. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Ninh Bình ngày một thể hiện vai trò vị trí đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Chương trình được dàn dựng công phu, sáng tạo, phát triển nghệ thuật tổng hợp theo mạch kể chuyện, tham dự, trình chiếu. Kết hợp các loại hình ca múa nhạc kịch với lời dẫn nghệ thuật và tạo hình mapping 3D. Hệ thống kỹ xảo sân khấu xuyên suốt, sử dụng công nghệ LED sàn kích thước lớn, trình diễn drone light trong chương trình. Chương 1, Khai Minh Lập Quốc, Hoa Lư Thái Bình. Chương 2, Ninh Bình Ngày Mới, Dòng Chảy Non Sông. Với sự tham gia của gần 400 diễn viên nhạc công, dự kiến các ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bích, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương, Tùng Dương, Trọng Tấn, Quách Mai Thi, An Thu An, Minh Vương, Đinh Thành Lê, nhóm Thăng Long, nhà hát chèo Ninh Bình, vũ đoàn Phong Nguyễn, vũ đoàn HT, trường đại học Hoa Lư, nhóm võ Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình, MC Hữu Bằng, Mỹ Lan. Hứa hẹn sẽ mang đến cho nhân dân và du khách một đêm nghệ thuật bùng nổ cảm xúc, niềm tự hào về quê hương Ninh Bình, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, ngày càng đổi mới, giàu mạnh hùng cường, một đô thị di sản thiên nhiên kỳ của tương lai. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp lung linh sắc màu đêm cố đô. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024, Sứ mệnh Đế Đô, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại sân lễ hội, khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình và các nền tảng mạng xã hội.